xin kính chào Hội Thánh. Con xin được phép đọc lời Chúa trong Giăng đoạn 21, từ câu 15 tới câu 17. Đức Chúa Giêsu nói chuyện cùng Phi-e-rơ. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Con xin cảm ơn Hội Thánh. Yeah, amen. Cảm ơn con. Dạ, xin mời Hội Thánh chúng ta cùng nhau an tọa. Có lẽ trong nhiều người trong chúng ta biết mục sư Ngô Thành Tâm, như tôi thì biết Phan Thành Tâm. Hình như tôi cũng đã từng đi Hội Thánh Bài 2, cũng có mục sư Tâm ở đây. Nhưng do vậy trong một số người trong chúng ta chưa biết mục sư Phan Thành Tâm là ai. Cho nên buổi sáng hôm nay mời mục sư Hiển lên giới thiệu về mục sư Phan Thành Tâm cho Hội Thánh. Và sau đó xin mời mục sư Tâm lên chia sẻ lời Chúa. Cảm tạ Chúa là Chúa cho sáng hôm nay mục sư Phan Thành Tâm đến đây để chia sẻ lời Chúa cho Hội Thánh. Mục sư Phan Thành Tâm là một người anh của tôi. Khi tôi đi đến Mỹ thì chúng tôi sinh hoạt chung với Hội Thánh ở Hội Thánh Liên Hữu ở bên Beaverton. Và một thời gian khá dài, và mục sư Tâm đã dâng mình hầu việc Chúa. Bây giờ mục sư Tâm đương hầu việc Chúa tại Hội Thánh Ân Điển. Và bà mục sư Tâm của một người rất là đặc biệt, là người mà đi lo công việc Chúa rất là nhiều, ở đặc biệt ở miền Tây của Việt Nam, ở nhiều rất là nhiều nơi, nhưng mà đặc biệt ở miền Tây Việt Nam. Và bà khi mà không có dịch đó, thì chắc có vẻ ở Việt Nam nhiều hơn ở đây, đúng không? Và cảm tạ ơn Chúa là ông bà mục sư Tâm dâng mình hầu việc Chúa, mà không phải chỉ là ông bà mục sư, nhưng mà các con của mình nữa cũng hết lòng hầu việc Chúa, từng đi đến chỗ nào cũng là hướng dẫn Hội Thánh và hầu việc Chúa mọi chỗ, mọi nơi, mọi vị trí mà Chúa đặt. Và đó là cái điều mà chúng ta rất là hân hạnh, rất là vui mục sư Tâm đến đây với Hội Thánh của chúng ta để chia sẻ lời Chúa. Sáng hôm nay chúng tôi mục sư Ân gặp mục sư Tâm cách đây khoảng tháng ở trong một cái đám tang của ba mục sư Tâm. Thì tôi rất là vui khi mà gặp lại người anh em, và tôi được sự thúc giục là mời mục sư Tâm đến đây để chia sẻ lời Chúa cho Hội Thánh. Mục sư Tâm chia sẻ như thế nào tôi không biết, nhưng mà tấm lòng của mục sư Tâm là một tấm lòng vàng đối với chúng tôi. Đây là một người mà sống bằng làm chứng bằng cái đời sống của mình, và người mà tôi rất là yêu mến, tôi rất là kính trọng. Và sáng hôm nay chúng ta được mục sư Tâm chia sẻ lời Chúa. Xin mời mục sư Tâm lên đây để Hội Thánh chia sẻ với lời Chúa và Hội Thánh. Cảm tạ ơn Chúa. Kính thưa Hội Thánh, cho tôi xin lỗi trước nha, vì tôi không cẩn thận để làm tiếng ồn như vậy. Trước nhất tôi xin cảm ơn mục sư Lê Tự Hiển, mục sư Ân, cùng các vị mục sư Lê Tiểu Quyền,
mục sư Hòa, mục sư Được, mục sư Khoa và các vị mục sư khác hiện diện ở tại nơi đây nữa. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị, nhất là những tôi tớ của Chúa đến hiện diện ngày hôm nay, các con cái của Chúa có mặt ngày hôm nay, hết sức là sự khích lệ cho tôi. Và tôi cũng cảm thấy hết sức là cảm ơn Chúa, thấy phước hạnh. Khi tôi bước vào nhà Chúa, nơi đây tôi cảm thấy tôi rung động quý vị. Rất là phước hạnh khi tôi thấy hội thánh của Chúa được Chúa gìn giữ một cách tốt đẹp. Mỗi buổi sáng là mới luôn. Sự thành tính của Chúa là vô cùng tốt đẹp. Bởi vì sự thương xót của Chúa, lòng nhân từ của Chúa mà chúng ta không bị hư mất. Chúa gìn giữ chúng ta cho tới ngày hôm nay quý vị. Cảm ơn Chúa vô cùng, chúng ta trải qua biết bao nhiêu giai đoạn, biết bao nhiêu thời gian mà chúng ta vẫn đứng vững trong ơn lành của Chúa. Ngợi khen Chúa vô cùng. Tôi cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Cái bài giảng của tôi, xin lỗi, đây bài chia sẻ của tôi không phải chỉ là một cái đoạn kinh thánh đó không thôi. Nhưng mà tôi muốn trải dài ra đây một cái lời chia sẻ chứ không phải là một bài giảng. Tôi muốn chia sẻ về những cái gì mà tôi học hỏi từ nơi Chúa. Và cái bài này không phải là dựa theo một câu gốc, không phải dựa theo một khúc kinh thánh nào đó, nhưng mà nó trải dài bằng những cái gì mà tôi có thể tôi hiểu được. Và tôi xin Chúa, trước khi tôi chia sẻ bài này, tôi xin nói một điều là tôi hỏi Chúa, tôi lại Chúa, con phải chia sẻ bài như thế nào? Kinh thánh thì quá nhiều, con không biết con phải chia sẻ hội thánh nguồn sống như thế nào nữa. Vì là chia sẻ Chúa thì nó rất nhiều và không biết cái khoảng nào để có thể đáp ứng được. Thì Chúa đặt trong lòng của tôi cái ngày lễ tạ ơn là cái ngày lễ vô cùng lớn nhất của nước Mỹ nè. Nhưng mà con thấy được cái điều gì? Cảm ơn Chúa, Chúa nhắc điều đó. Họp, họp lại rất là vui, rất là đông đảo, vui mừng. Từ con cái từ những nơi xa đến, rồi vui mừng, ăn uống vui thỏa, đến vào hội thánh thờ của Chúa. Rồi cứ tiếp tục hàng năm như vậy, rất là vui. Không có cái điều gì vui hơn là cái ngày của ngày lễ tạ ơn Chúa. Chúng ta có cơ hội để học hỏi lời Chúa, có cơ hội để vui cùng gia đình và tôn thờ Chúa. Không có điều gì vui hơn hết cả quý vị. Thế nhưng mà Chúa cũng cho thấy một điều, họp thì nó vui. Mà không có cái buổi tiệc nào không tan hết trơn quý vị. Họp thì phải có tan. Mà nếu mà tan không á, thì nó là vô nghĩa. Thành ra họp tan và tan họp. Cái đó là cái bài chia sẻ của tôi đây, kính thưa quý vị. Ông bà anh chị thấy là cái ngày lễ tạ ơn là cái ngày vui vô cùng. Con cái họp lại, nhóm lại vui vẻ. Rồi tới một ngày đó, sau cái giờ này thì cũng phải ra đi, trở về với công ăn việc làm của mình. Cái điều đó là đương nhiên là cái điều chắc chắn. Nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy được cái điều gì ở đây? Khiến tôi nhớ lại là nhớ lại nhà hội của Do Thái. Ông bà anh chị biết dân Do Thái sống rất là khó khăn khi họ bị lưu đày. Họ không còn cơ hội để có thể trở về quê hương của mình nữa. Bây giờ họ phải làm sao? Trong sách Ê-sơ-chiên thì cho thấy là họ nhóm lại ở trong cái nhà của vị trưởng lão cùng với tiên tri Ê-sơ-chiên nhóm một cách thoải mái. Nhưng mà rồi dần dần cái nhóm người đi di tản càng nhiều và họ bị lưu đày càng nhiều nữa thì bây giờ nó mới có cái nhà họp. Ví dụ như quý vị nhớ là đất nước Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Sau khi một số người tản mát ra, một số người còn ở lại thì lúc bây giờ họ khát khao thờ phượng Chúa, sẽ có một cái nhóm nhỏ nhỏ. Cái nhóm đó gọi là hội thánh tư gia. Rồi hội thánh nó mở ra như vậy. Thì cái sự nhóm lại của nhà hội của Do Thái cũng vậy. Nơi đó là cái nơi họ gặp gỡ, tùy theo địa phương, tùy theo nhóm người, họ tổ chức một cái buổi nhóm gọi là cái nơi mà nhà thờ phượng. Cái nơi mà chứ họ họp lại, nơi đó họ có một cái sự giao lưu, họ gặp gỡ với nhau, chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn, những cái điều gì mới mẻ của nơi mà họ đang sống. Nhưng mà nơi đây có thể nói đó là một cái mắt xích để kết nối lại những con người đi tản lạc khắp mọi nơi gặp lại với nhau. Đó là nhà hội của dân Do Thái. Nơi đó họ giữ được cái nền văn hóa, họ giữ được cái truyền thống của người Do Thái. Đi đâu, bất cứ làm cái gì thì nơi đó cũng gặp lại và họ thờ phượng Chúa. Hình ảnh nó cho chúng ta thấy lại rằng nhà hội ngày xưa đó
thì cũng như hội thánh chúng ta hôm nay vậy quý vị. Chúng ta là những người tản lạc khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng ta có những người phải nói tiếng Pháp, người nói tiếng Anh, người nói tiếng Tàu, tiếng Mỹ, người nhiều thứ tiếng. Nhưng mà cuối cùng chúng ta giữ được nền văn hóa của Việt Nam. Chúng ta giữ được cái truyền thống thờ phượng Chúa của chúng ta. Không bao giờ thay đổi. Cảm ơn Chúa. Cái sự liên kết đó, ông bà anh chị thấy có điều gì mà chúng ta có cái sự kháng khích nhau không? Tôi tin chắc là có rất là nhiều điều mà chúng ta nhắc đến. Nhưng mà điều mà tôi được nhắc nhở, được trích trong cái đoạn Kinh Thánh đó là cái điều quan trọng nhất, cái mắt xích mà khiến cho con người chúng ta gần lại với nhau, đó chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời ban cho tấm lòng của chúng ta. Xin Chúa ngài soi sáng cho chúng ta để chúng ta hiểu được ý của Chúa muốn dạy dỗ cho chúng ta nhé. Cảm ơn Chúa. Đó là nói về cái sự họp và tan họp. Vậy tôi nói về cái họp trước nha. Ông bà anh chị biết là Đức Chúa Giêsu là đấng Đức Chúa Trời toàn năng. Vũ trụ trời đất này là thuộc trong tay của Chúa. Chúa phán ra một lời thì có ngài. Chúa phán có vì sao sáng, có mặt trăng thì có mặt trăng, có mặt trời, có mặt trời. Tất cả vì sao tinh tú trên trời đều do Đức Chúa Giêsu phán. Vì ngài là ngôi lời. Trong Sáng Thế Ký có nói là Chúa phán thì có như vậy. Và ngôi lời đó tức là ngôi hai Đức Chúa Trời. Thế mà Chúa phải đành lòng đến với thế gian vì tình yêu thương của ngài. Tình yêu thương của Chúa. Và khi Chúa đến, Chúa có một cái tên rất là đặc biệt, ông bà nhớ không? Emmanuel, tức là Đức Chúa Trời ở cùng với con người. Chúa họp con người lại, Chúa đến với thế gian. Chúa bằng lòng để xả thân mình vì tội lỗi của con người. Tại sao tôi, lúc mà tôi mới tin Chúa đó quý vị, ở trong tù đó, trong tại cải tạo đó, tôi đọc lời Chúa, tôi nói tại sao mà một cái đấng mà ngôi hai Thiên Chúa như vậy, mà tại sao Đức Chúa Trời không chọn lựa một người nào khác? Biết bao nhiêu người trên thế giới này Chúa không chọn, mà phải chọn là Chúa Giêsu là con của mình. Ông bà anh chị biết không? Không có ai có thể. Người Việt Nam mình thì có một câu là vua lê lai liều mình cứu Chúa đó. Vua lê lợi mà sách bố chạy theo. Có nghĩa là khi mà một cái người mà trong cái tình trạng khốn cùng cái chết đó, thì chỉ có một người chết thế cho một người khác mà thôi. Mà tôi tin chắc thế gian này không có ai có thể cứu giúp một người khác được. Mà cho dù người đó là một cái làng trưởng đi nữa, người đó là cái tổ chức hay là một giáo chủ nào đi nữa, chết cho một người khác, chết cho cả một cộng đồng đó cũng không được vừa lòng. Bởi vì cái người có tội chết cho người có tội đối trước mặt Đức Chúa Trời không xứng đáng gì hết. Chỉ có những người vô tội, trong trắng, trong sạch, và người đó là đấng sống mới có thể chết cho những người sống, chết cho những người đáng chết mới cứu sống họ được. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã đến với thế gian. Ngài chịu chết vì tội lỗi cho chúng ta, cứu chúng ta. Cái sự hư mất của Chúa, Chúa ban cho chúng ta như vậy. Bởi vì Đức Chúa Trời đó, ngài cũng tình yêu thương của ngài rộng lớn vô cùng, như chúng ta biết là răng đoạn 3 câu 16 thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà còn một câu nữa quý vị, tôi còn nhớ trong sách Esai đó thì có nói như thế này: ngài không nở mà bẻ một cái sậy mà bị dập, ngài không muốn dụi một con đèn còn cháy. Có nghĩa là chú biết là cái sự yếu đuối tội lỗi của con người xác thịt rất là yếu, chỉ cần ngài đụng một cái là ngã là chết hết rồi, một cái ngọn đèn chỉ cần dập một cái là tắt rồi. Nhưng mà tình yêu của Chúa, ngài không nỡ để làm như vậy, mà ngài muốn cho tất cả mọi người được sống. Ngài không vui khi thấy người đáng chết bị chết, mà ngài muốn cho những người đáng chết đã được sống lại. Hay là nói một cách khác, ngài không vui khi thấy kẻ ác bị chết, nhưng mà ngài vui khi thấy kẻ có tội trở lại ăn năn cùng Chúa để được cứu. Đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời đó quý vị. Cho nên Chúa Giêsu ngài bằng lòng đến thế gian, chết vì tội lỗi con người là như vậy. Thế bây giờ tôi nói qua cái giai đoạn, nói về tình yêu thương đó. Bây giờ nói về giai đoạn mà Chúa đến với thế gian, Chúa làm gì? Thì có thể chúng ta biết giai đoạn Giáng sinh rồi. Nhưng mà tôi ở đây tôi muốn nói là khi Chúa đến, Chúa thừa hành chức vụ của mình đó,
thì Chúa tạm gọi là có hai giai đoạn mà Chúa đã làm. Trước nhất là Chúa đi ra để truyền bá về tin lành về nước của Đức Chúa Trời. Vì lúc bấy giờ con người hiểu biết về Đức Chúa Trời rất là mờ mịt, chưa có được biết rõ. Chúa mới dùng những thí dụ, dùng những lời của Chúa để bày tỏ về chính cha của mình, chính nước thiên đàng là như thế nào, và chính Ngài là như thế nào, và chương trình cứu chuộc là như thế nào. Đó là một giai đoạn của Đức Chúa Giê-xu Ngài làm. Và giai đoạn thứ hai mà có thể là nói là Chúa chọn 12 sứ đồ. Đó là hai công việc quan trọng nhất mà Chúa Giê-xu làm. Bây giờ nói về cái giai đoạn Chúa chọn. Tại sao mà Chúa chọn các vị sứ đồ như vậy? Là bởi vì công trình của Chúa không phải chấm dứt tại nơi đây. Không phải là chấm dứt. Nhưng mà giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà Chúa chọn tất cả những người sẵn sàng, sẵn lòng vì Chúa, chịu chết vì danh của Chúa, để truyền bá danh của Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm. Giai đoạn đó là rất quan trọng, là giai đoạn hiện tại chúng ta đây. Các tôi tớ của Chúa, các vị mục sư, tất cả những con cái Chúa bước ra để mở mang vương quốc của Chúa cho đến cuối cùng. Đó là giai đoạn mà Chúa muốn. Nói về giai đoạn mà Chúa chọn 12 vị sứ đồ đó, trước khi mà Chúa chọn thì Chúa cầu nguyện thâu đêm với Đức Chúa Cha. Ông bà anh chị nhớ là Chúa cầu nguyện thâu đêm để biết được cái ý của Đức Chúa Cha và những vị môn đồ sẽ làm gì và làm sao được đẹp ý của Ngài. Khi mà Chúa cầu nguyện như vậy thì sau đó Chúa chọn 12 sứ đồ. Khi mà Chúa chọn thì Chúa huấn luyện một cách rất là rõ ràng. Dạy dỗ, huấn luyện, chăm sóc, bảo vệ và tập sự họ nữa. Lời của Chúa nói là ta đã giao quyền cho các con, các ngươi rắn, bò cạp, chà đạp với dưới chân mà không hề tổn hại gì hết á. Nhưng mà các ngươi phải nhớ rằng không phải điều đó. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết là tên của các ngươi được ghi ở trên thiên đàng trên trời đó mới là quan trọng. Có nghĩa là những người tôi tới Chúa, con cái Chúa đó có quyền năng đi ra để làm công việc của Chúa. Nhưng mà không phải là vì mình làm được những việc đó, mình tự hãnh diện về chính mình. Nhưng mà điều quan trọng là linh hồn của mình được giữ và những người khác qua cái sự truyền giáo này, những người khác cũng được Chúa giữ trên thiên đàng. Đó là cái điều quan trọng nhất mà Chúa huấn luyện cho các môn đồ. Các môn đồ được học hỏi lời của Chúa, được mục kích, được nghe lời của Chúa nói và hiểu được ý của Chúa. Nhưng mà rất tiếc là các môn đồ của Ngài cũng chưa thấu hiểu hết quý vị ạ. Vẫn còn có những điều mà chúng ta chưa hiểu hết vì không có ai có thể hiểu được. Chúa nói, Chúa Giê-xu nói, ta nói chuyện dưới đất mà các ngươi còn không hiểu hết. Làm sao mà ta nói chuyện trên thiên đàng các ngươi hiểu được? Cái lời Chúa nói rất là rõ như vậy. Thành ra chúng ta phải học hỏi lời Chúa rất nhiều, theo Chúa để tìm hiểu ý của Chúa càng hơn, để chúng ta có thể làm được công việc tốt và chính Ngài. Còn hành trình của Chúa Giê-xu thì đã nói lúc nãy. Chúa Giê-xu Ngài đến với thế gian, và khi Ngài bước ra đi từng mọi nẻo đường, đi từng các làng mạc khắp mọi nơi, đến từng nhà, gõ cửa từng nhà để nói về lời của Đức Chúa Trời, nói về nước thiên đàng của Chúa sắp đến gần. Người nào đến tiếp đãi Chúa thì Chúa vào, người nào không tiếp đãi phủi bụi đi ra, không có gì hết. Nhưng mà lời của Chúa đã đến mà từ chối thì người đó coi như là cái án phạt đã đến với họ rồi. Cho nên Chúa, trên bước đường Chúa đi đó, có nhiều cái phép lạ xảy ra lắm quý vị. Có lẽ là chúng ta biết là hội thánh ở đây là hội thánh rất là tôn quý về quyền năng phép lạ của Chúa và rất tin vào đó. Tôi tin chắc khi Chúa bước ra, Chúa biến nước thành rượu, Chúa làm bao nhiêu phép lạ, Chúa khiến sống kẻ chết, khiến sống là kẻ chết như Na-in, như con gái của Sê-ru, như La-sa-rơ. Chúa đứng, Chúa bảo La-sa-rơ hãy bước ra khỏi mộ mã, thì La-sa-rơ bước ra. Đó là cái bằng chứng mà người ta thấy rất là rõ. Rồi Chúa làm cho người điếc được rỗng tai, người mù được sáng mắt, người câm được nói, người què được đi, người phung hết bệnh, và ngay cả người đàn bà bị hoại huyết cũng được lành, và tất cả quỷ cũng phải bị đuổi ra. Chúa ban, Chúa dạy cho các môn đồ, dạy những người mà biết Chúa đó thì nhân danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, uống giống gì độc chẳng hề hại chi. Hãy đặt tay trên cái đau, như một sư quyền nói, đặt tay trên cái đau được lành.
Đó là quyền năng mà Chúa ban cho. Mỗi người trong con cái Chúa chúng ta có quyền làm trong ý thánh của Chúa. Chúa rất là vui lòng. Đó là điều Chúa muốn dạy cho chúng ta, quý vị. Nhưng mà tới giai đoạn mà Chúa cũng phải chịu xả thân chết vì tội lỗi của con người. Lúc bây giờ kể như là hoàn tất chương trình của Chúa đó, thì Chúa cũng không phải Chúa đi tay không, về tay không. Nhưng mà khi Chúa đến thì Chúa làm ba cái công việc rất là quan trọng. Cái thứ nhất là Chúa nói, ta đi, ta sắm sẵn một nơi cho các con, các ngươi. Rồi khi ta trở về đó, ta đem các ngươi về với ta. Điều này chứng tỏ rằng một cái nơi mà những người con cái Chúa đó, sẽ khi mà chúng ta qua đời, khi chúng ta không còn ở trên thế gian này nữa, chúng ta có một nơi quý báu vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Thế gian này không có ai có một cái nơi mà tốt đẹp như Chúa ban cho hết, quý vị. Đây là một phước hạnh mà Chúa ban cho mỗi con cái Chúa. Chúa nhắc nhở, Chúa dạy dỗ và Chúa nói một cách rất là rõ. Cái thứ hai nữa là Chúa biết là khi chúng đi, Chúa đã rời khỏi thế gian này, thì chắc chắn là con cái Chúa, tôi tới Chúa ở lại trên thế gian này sẽ bơ vơ, không có ai chăm sóc. Chúa nói khi ta đi, ta sẽ để lại cho các con một cái đấng yên ngủi, đó là Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa, Đức Thánh Linh là đấng vận hành sau khi Chúa Giê-xu đã rời khỏi. Và chính Đức Thánh Linh là đấng đang ngự trong chúng ta, đấng đang vận hành và đang tiếp tục hướng dẫn hội thánh của Ngài cho đến ngày hôm nay. Đến khi mà Đức Thánh Linh cất đi thì chúng ta mới cất đi cùng Chúa, nghe quý vị. Tới khi mà Đức Thánh Linh mà cất đi rồi thì thế gian này nó không còn gì nữa cả, quý vị. Cảm ơn Chúa vì Chúa để lại Đức Thánh Linh cho chúng ta. Hội thánh của Chúa rất yêu kính Chúa và tin lời Ngài. Và chính chúng ta cũng nhận được Đức Thánh Linh thăm viếng. Có những người được Chúa ban nhiều ân tứ lắm, nghe quý vị. Nhất là tôi tớ, con cái của Chúa là những người đi ra truyền giáo của Chúa. Đức Thánh Linh là đấng có thật. Có người nói thật sự chính một cái, có một vài vị mục sư nha, tôi không nói ai nhưng mà tôi nghe nói. Nên tâm ơi, cái thời đó thời công vụ các sứ đồ Đức Thánh Linh đổ xuống là hết rồi. Bây giờ đâu có Thánh Linh làm việc gì nữa đâu. Mình học lời Chúa là đủ rồi. Kính thưa quý vị, tôi xin nói với quý vị, tôi xác định một điều. Đức Thánh Linh vẫn còn và vẫn còn đang thế diện, vẫn còn làm việc, và chính trong tôi, Chúa cũng làm việc trong tôi và tất cả các tôi tớ ở đây nữa. Tôi tin hoàn toàn 100%. Chúa vận hành và đến đổi. Có khi tôi phải la lên lớn, cả nhà thờ rung động lớn như vậy đó. Có người phải ngã, không phải cái đó là cái dấu gì cả. Nhưng mà thật sự tấm lòng khao khát Chúa, và Chúa làm tới một lúc mình phải bung ra, không còn giữ được trong lòng mình cái gì hết, nói ra. Đó là Chúa Thánh Linh của chúng ta đó, quý vị. Rồi một điều thứ ba nữa mà Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta là gì, quý vị? Đó là tiệc thánh đầu tiên. Tại sao tiệc thánh đầu tiên? Là vì Chúa muốn nhắc nhở con người chúng ta. Chúng ta dễ quên lắm. Có thể nhiều khi chúng ta bận biểu công việc mỗi một ngày như vậy. Tới cái ngày Chủ nhật mà chúng ta quên đó. Hoặc tới ngày thờ phượng Chúa. Nhiều khi có những người quên đó, quý vị. Thành ra Chúa nhắc, hãy làm điều này mà nhớ đến ta. Rao truyền sự chết ra. Có nghĩa là Chúa muốn nhắc nhở là Chúa vẫn còn với hội thánh. Và cái việc mà Chúa hy sinh trên thập tự giá vì tội lỗi của con người đó, thì hãy nhớ điều này để chúng ta có sự sống. Và chẳng những thôi mà chúng ta phải bước ra nữa. Bước ra mở mang vương quốc của Chúa. Nhớ đến Chúa và rao truyền sự chết của Chúa. Tức là chúng ta phải bước ra. Mỗi con cái Chúa phải có một trách nhiệm, phải nhớ rao truyền sự chết của Chúa và bước ra làm chứng về Chúa cho mọi người. Nếu chúng ta chưa có dịp thì đây là cơ hội mà chúng ta phải nhớ. Chúng ta hãy nhớ Chúa Giê-xu nhắc nhở. Một lời mà Chúa để lại thì không bao giờ quên được, quý vị. Hãy nhớ một điều đó. Dù chúng ta làm chứng cách nào, không phải là chỉ là mục sư truyền đạo hay là những người đi ra truyền giáo, là làm chứng về Chúa là đủ đâu. Mà ngay cả đời sống của quý vị cũng rao truyền sự chết. Ai hỏi mình đạo gì, tại sao Chúa chết như vậy, mình có dịp mình nói ra lời của Chúa. Đó là điều mà Chúa Giê-xu nhắc nhở của chúng ta. Rồi bây giờ tới giai đoạn nha, khi mà Chúa đi về, Chúa đã sắm sẵn rồi,
Thì lúc bây giờ Chúa bắt đầu, Chúa mới nói chỉ còn bao lâu nữa Chúa ở với thế gian này, rồi Chúa sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá. Thì lúc bây giờ có nhiều môn đồ nói: Chúa ơi, Chúa như vậy làm sao mà Chúa đi được, Chúa đi đâu rồi, tôi cũng đi đó. Rồi ông Phao-lô, xin lỗi, ông Phi-rơ nói: làm sao, Chúa đi đâu, bất cứ lúc nào Chúa đi đâu thì tôi cũng đi đó. Chúa Giê-xu nói: Phi-rơ, Simon, tối nay nè, lúc đó là gần lắm, gà gáy hai dội, ngươi chối ta ba lần. Và thật quý vị, khi mà Chúa Giê-xu bị bắt ở trong vườn Gethsemane để Chúa chịu thi hành cái bản án của loài người để chết thay cho loài người đó, thì Phi-rơ đi theo, tất cả đều sợ hết. Người đàn ông, đàn bà không nghe nói là những người mà tôi tới của Chúa đó, 12 môn đồ chạy trốn hết. Chỉ có ông Phi-rơ thì đi theo Chúa, mà đi theo xa xa, không dám đến gần nữa. Người ta hỏi, ông này là ông đi theo Chúa Giê-xu nữa. Ông chối Chúa ba lần nữa quý vị. Khi mà Chúa sống lại, thì ông bà anh chị thấy điều gì? Thấy điều gì? Mấy người đàn ông không dám tới, không dám bước vô mộ mã của Chúa nữa. Không ai sợ, xin lỗi, tôi nói một tiếng hơi nó quá đáng. Mấy người đàn ông sợ chết, bị bắt bớ, chạy, sợ chết, không dám dòm tới, không nói cái mộ mã của Chúa, không dám đến nữa. Mà chỉ có hai người đàn bà, Mary Magdalene và người đàn bà Mary khác. Có lẽ là tôi nghĩ là cái người mà được Chúa cứu người đó khỏi bị ném đá đó. Hai bà Mary đến. Thì Mary Magdalene thấy cái mộ đã mở ra, thiên sứ của Chúa ngồi trên đó và nói không có Chúa ở đây nữa. Bà thấy một cái người khác giống như người làm vườn đó. Thì bà Mary Magdalene mới biết là Chúa. Tính nắm cái vạt áo của Chúa, nhưng mà Chúa nói khoan, chưa đến lúc đâu. Bây giờ thì bà và Mary Magdalene và bà Mary cho ông Phi-rơ và ông Giăn biết. Thì hai người cũng đến nữa. Bây giờ thì mấy ông bắt đầu lú đầu ra. Chỉ có hai ông. Thì ông Giăn thì biết, thấy những cái vải liệm của Chúa được sắp xếp đàng hoàng ở trong cái mộ mà bị trống đó, trống không đó. Thì ông biết là Chúa đã sống lại. Nhưng mà rồi, buổi chiều ngày hôm đó, khi họ trở về, họ cũng còn sợ quý vị. Quý vị đọc kỹ giai đoạn mà cái đoạn Kinh Thánh mà tôi chọn hai phần cuối đó. Họ đóng cửa lại, cầu nguyện. Cầu nguyện với Chúa là phước hạnh, là sức mới, sức sống. Sau đóng cửa, có lẽ là họ sợ quá, run quá, vừa mừng và vừa sợ nữa. Nhưng mà Chúa Giê-xu rất là quyền năng. Chúa đi xuyên qua tường bằng sự vinh hiển của Ngài. Mặc dù là thân thể của Chúa là thân thể của xác thịt của chúng ta, nhưng mà Ngài có thần linh của Đức Chúa Trời. Ngài đi xuyên qua tường, Ngài đứng trước mặt họ. Lời nói đầu tiên của Chúa Giê-xu là bình an cho các người. Quý vị nhớ nha, hồi nãy một chưa được cũng có đọc nói về sự bình an. Bình an cho các ngươi. Chúa nói hai lần. Trong sách Giăng đoạn 14, phải không? Chúa có nói, ta để sự bình an cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Bình an ta cho chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ hề bối rối và đừng sợ hãi. Chúa đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhưng mà họ vẫn bối rối, vẫn sợ hãi, cũng không có bình an. Cho nên lần này Chúa đến, Chúa sống lại, xác định rõ, bình an cho các người. Đó là cái điều chắc chắn. Đã là con cái Chúa, bất cứ hoàn cảnh nào, xảy ra bất cứ một cái tình huống nào, gặp khó khăn cỡ nào, trước nhất phải đến với Chúa, nhận biết rằng Chúa nhắc nhở con bình an, phải dằn lòng mình xuống và nhờ cậy Chúa, bình an của Chúa. Cái đó là điều quan trọng nhất quý vị. Sau đó chưa đủ, Chúa còn ban cái mệnh lệnh. Khi đã được bình an rồi, Chúa ban cái mệnh lệnh để sẵn sàng tiếp đón mạng nhiệm của mình mà Chúa giao phó cho. Chúa nói thế này: cha ta sai phái ta thế nào thì ta cũng sai các ngươi như vậy đó. Khi nhận được bình an rồi, Chúa nói cha ta sai ta thế nào thì ta cũng sai các ngươi cũng làm như vậy đó. Ta phải bước ra, phải chịu chết, phải chịu khó,
phải chịu đủ thứ mọi bề, mà để rao ra truyền bá tin lành cho mọi người trên thế gian, cho tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, Samari và cho tận cùng trái đất. Đó là mạng lệnh mà Chúa giao phó cho 12 môn đồ, tiếp diễn cho đến ngày hôm nay, chứ không phải tới thời đó là hết đâu quý vị. Đó là mệnh lệnh của Chúa Giê-xu nghe quý vị nhớ. Nhưng chưa đủ. Hai điều đó cũng chưa đủ. Có bình an rồi, có được mệnh lệnh của Chúa rồi, còn điều quan trọng hơn nữa là phải có sức lực, có sức mới và có cái đủ năng lực để chiến đấu. Thì Chúa hà hơi ban Đức Thánh Linh cho 12 môn đồ. Ông bà anh chị nhớ đọc Kinh Thánh, nhớ để Chúa hà hơi. Có người nắng lên bằng đất, không là cái gì hết đó. Đức Chúa Trời hà hơi thì chúng ta có sự sống trở nên loài sanh linh. Trong sách Ê-xê-chiên cũng vậy, Chúa nói với Ê-xê-chiên đó, ngươi hãy bảo cái chủng xác chết này, cái một khối hài cốt chết này nè, ngươi hãy bảo nó sống lại. Thì lúc bây giờ ông Ê-xê-chiên ông nói thì cái bộ xương cốt đó có da có thịt rồi từ từ, nhưng mà nó không có sức sống. Đức Chúa Trời hà hơi vô thì cái sọ chết nó thành sống lại. Chúa cho thấy là cái năng quyền tối thượng của Chúa là như vậy đó. Thành ra Chúa mới hà hơi cho 12 môn đồ để nhận được sức sống mới. Tại vì đối với Chúa là những môn đồ này đã chết rồi, mặc dù là sống nhưng mà thật sự không có sức lực để bước ra để làm những công việc mà quan trọng mà Chúa giao phó. Chúa hà hơi cho họ. Cái sự ban Thánh Linh này nó khác biệt hơn Đức Thánh Linh đổ xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần nha quý vị. Đức Thánh Linh có thể làm cái việc theo cái ý của Đức Thánh Linh mà Chúa Giê-xu cần thiết, và Đức Thánh Linh sẽ làm theo cái ý đó. Nhưng mà vấn đề hà hơi mà chính Chúa Giê-xu hà hơi, đó là chuyện rất quan trọng. Và tôi tin chắc trong suốt cuộc đời chúng ta cũng có lúc Chúa cũng có thể hà hơi cho chúng ta. Khi chúng ta bị ngã gục, tôi tới của Chúa gặp bắt quá, gặp những khó khăn, gặp những nguy nan, Chúa hà hơi cho chúng ta nữa quý vị. Đức Thánh Linh Ngài làm được, và chúng ta phải tin chắc là như vậy. Cảm ơn Chúa. Cho nên cái điều, ba điều đó Chúa đã làm đủ cho chúng ta rồi. Thì lúc bây giờ khi mà Chúa đã nói như vậy thì Chúa hà hơi Đức Thánh Linh cho họ, thì họ có sức sống mới. Nhưng mà trong đó có một người, người này thấy cũng lạ, nói rằng tôi á, mà tôi không thấy cái bàn tay dấu đinh của Chúa Giê-xu á, tôi không rờ được cái sườn mà Chúa bị đâm đó, tôi không tin Đức Chúa Giê-xu sống lại. Ông bà biết nhớ là ai không? Thô-ma không thấy Chúa, không rờ được bàn tay dấu đinh, không rờ được cái sườn Chúa, tôi không tin Chúa đâu. Chúa nói ông cứng lòng, nhưng mà thật ra tôi nghĩ đây là một cái bài học dạy cho chính chúng ta. 8 ngày sau, Chúa Giê-xu cũng đến ngay phòng nhóm đó. Chúa cũng đi xuyên qua tường đó. Chúa gặp Thô-ma. Chúa nói Thô-ma, đến đây. Ngươi hãy lấy bàn tay của ngươi đó, rờ về cái dấu đinh của ta nè, bàn tay của dấu đinh của ta nè. Hãy rờ vào xương ta nè. Như ông Thô-ma ông nói, ông sang ông ghi lại rất là rõ quý vị. Ông không có làm gì khác hết đó. Ông nói một điều, lại Chúa là Chúa tôi, Ngài là Đức Chúa Trời của tôi. Một cái người mà tin Chúa sống lại sau cùng là ông Thô-ma. Mà ông Thô-ma nói một câu có thể là ngày trước môn đồ Ngài chưa có từng nói. Khi mà Chúa lên cái vùng mà Caesarea Philip đó, Chúa gặp, Chúa hỏi các môn đồ, các ngươi nói, nghe nói người ta nói về ta như thế nào? Thì có người nói, Chúa là Jeremy, Chúa là Jeremy, Chúa là một cái thầy tiên tri nào đó. Còn Chúa Giê-xu hỏi, còn ngươi nói ta như thế nào? Thì ông Phi-e-rơ nói, Ngài là con của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là cái thứ bậc đó quý vị, ông Phi-e-rơ biết gần gũi với Chúa, mà ông biết Chúa là đấng có quyền năng, xưng Chúa là con của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây, ông Thô-ma, khi mà ông thấy sự vinh hiển của Chúa đó, ông run sợ. Ông nói, lại Chúa, là Chúa tôi,
Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ngài là từ trên trời đó. Ông xác nhận rõ như vậy. Các ông bà thấy cái phước hạnh không? Tức là Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng quyền năng thật. Và Chúa nói tại vì ngươi cứng lòng, ngươi thấy ta mới tin. Mà phước cho những người nào không thấy mà tin. Có nghĩa là chúng ta bây giờ nè quý vị, thưa con cái Chúa, tôi tới Chúa, chúng ta đâu có thấy Chúa đâu, mà ta tin. Cái đó mới là cái phước đó quý vị. Chúng ta không thể nói phước hơn ai, ai hơn ai hết. Nhưng mà đó là cái phước. Còn nhưng nếu mà chúng ta không tin, người nào không tin thì tất là phải nhận bản án rồi. Trước đó Chúa cũng nói với các môn đồ của Ngài, ngươi khi mà ngươi tin thì có quyền tha thứ cho những người mà tiếp nhận Chúa làm Chúa của mình. Còn những người nào không tin thì cãi như là người đó sẽ bị sự phán quyết đó. Nghe quý vị nha. Cho nên cảm ơn Chúa một điều là ông Thomas cũng là cái bằng chứng cho chúng ta khi người ta hỏi bây giờ mình làm chứng về Chúa. Tôi đâu biết Chúa, Giê-xu là ai, tôi biết người nào đâu, tôi đâu thấy Chúa đâu, tôi đâu có tin. Thì đây nè quý vị, đây là bằng chứng để quý vị có thể trả lời cho người ta hiểu là đây chính là bằng cớ đây, một cái người không thấy Chúa đó, nhưng mà khi đã biết Chúa rồi, thấy Chúa rồi, thấy sự vinh hiển của Chúa rồi, chính họ xưng Chúa là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không có nói gì về ông Thomas hết quý vị, là kỹ đoạn Kinh Thánh thôi. Từ đó về sau không có nói gì ông Thomas hết. Nhưng mà người ta biết rõ một điều, ở tại Ấn Độ, cái tòa thánh Thomas, tức là cái nơi mà tôn thờ Chúa đó, là do ông Thomas này nè. Một cái người biết Chúa, âm thầm đi ra để giảng lời Chúa, không cần để người ta phải hiểu mình như thế nào. Nhưng mà thấy kết quả rõ ràng là cái tòa Thomas ở tại Ấn Độ vẫn còn cho tới ngày hôm nay. Cái người biết Chúa là như vậy đó quý vị. Nhưng mà công việc tới đó chưa hết đâu. Chúa nói với ông Phi-e-rơ trước đó đó. Ông nói tại vì ngươi chối ta ba lần đó, thì ta sẽ qua xứ Galilee trước ngươi đó. Thì cái đoạn Kinh Thánh mà nãy mục sư được và cô vừa đọc qua đó, lúc bây giờ thì Chúa qua xứ Galilee, ở đó chờ trực trước. Bây giờ thì tất cả các môn đồ của Chúa đó không có Chúa đi cùng, mà cũng không có việc làm nữa. Không có việc làm thì lấy gì sinh sống. Họ trở về cái nghề cũ của mình, là một tay đánh lưới chuyên nghiệp, là một tay đánh lưới người, bước vào xứ mà họ ở. Đêm đó họ không bắt được con cá nào hết. Không phải lạ chứ. Một tay chuyên nghiệp, một tay đánh cá chuyên nghiệp, một tay đánh lưới người đó. Được Chúa gọi Phi-e-rơ là đánh lưới người đó, nhưng mà họ không bắt được cá. Lúc bây giờ thì họ thấy xa xa Chúa ngồi bên bờ. Chúa hỏi các ngươi có cái gì ăn không? Thì họ biết là có Chúa rồi. Chúa nói thôi bây giờ cái lưới hồi nãy ngươi bỏ thả bên trái đó, hãy bỏ bên phải đi thì bắt cá được. Như là cái cuộc mà đánh cá lạ lùng mà của ông sách Luca đoạn 5 đó, thì họ đi ở trong nước, trong cạn đó, họ bắt cá không được. Chúa nói ngươi hãy đi ra ngoài phía xa kia kìa thì mới bắt được cá. Và thật sự lúc đó thì Phi-e-rơ bắt được cá rất là nhiều, và Chúa nói ngươi chính là tay đánh lưới người đó. Và tất cả mọi người đều quỳ xuống và thờ lại Chúa. Còn ở đây thì Chúa bảo tay lưới bên cái lưới bỏ bên trái đó, người hãy tả bên phải đi thì người bắt được. Ông Giăng ghi rõ là bắt được 153 con cá lớn. Con cá lớn có lẽ người theo cái nhà thần học thì nói là 153 con cá lớn này không phải là 153 nước đâu, mà 153 ngôn ngữ quốc tế đó. Tới mức độ đó đó quý vị. Nhưng mà thôi, cái đó là về thần học thôi. Cái điều quan trọng mà Chúa làm ở đây là Chúa hỏi các ngươi có gì ăn không? Thì Chúa Giê-xu trả lời, hỏi như vậy thì họ cần. Chúa lấy bánh, lấy cá cho họ ăn, có lò sưởi cho họ, cho ấm cho họ. Cũng như ông Gia-cơ cũng nói, cứ khi nào mà quý ông bà, anh chị mà thấy một cái người bị đói, trần truồng, đói khát, mà quý vị nói thôi hãy đi cho bình an không? Phải cho họ ăn, phải cho họ mặc cho ấm, cái ăn no đủ mặc ấm rồi mới cầu nguyện cho họ đi được bình an. Chính ông Gia-cơ đã nói như vậy.
Thì đây là hình ảnh mà Chúa Giê-xu đã làm. Thấy môn đồ của Ngài còn trong lúc đánh cá chưa bắt được đó, thì Chúa đã làm sẵn cá cho họ rồi. Và Chúa cũng chuẩn bị cái lò sưởi ấm cho họ rồi. Đó là Chúa của chúng ta đó quý vị. Thì bây giờ Chúa mới hỏi, đây là cái câu mà Kinh Thánh hồi nãy mà mục sư được cũng đọc đó, mà tôi cũng nói là thôi mình chỉ đọc cái đoạn Kinh Thánh A, B thôi, không cần phải A. Tức là chính lời của mình xác nhận đó, mình nói với Chúa đó. Phi-rơ nói với Chúa rằng, thưa Chúa, Ngài biết tôi yêu Ngài. Tức trước đó hỏi, Chúa hỏi ngươi có yêu ta như những người này không? Hay là trong đó gồm có ông Sa-cơ và những người khác đó? Thì chắc chắn là ông hỏi như vậy thì ông Phi-rơ không thể trả lời được. Là vì chính ông là người chối Chúa mà. Những người kia mặc dù bỏ chạy thì đâu có chối Chúa đâu. Ông không dám nói là yêu hơn hay không hơn. Mà ông nói lại Chúa, Ngài biết tôi yêu Ngài. Xác định rõ, chúng ta cũng vậy. Nhiều khi cái lầm lỗi của chúng ta hỏi, ngươi có yêu ta chăng? Mình có thể nói lại Chúa, Ngài biết con yêu Ngài. Đó là Phi-rơ nói. Còn những cái vấn đề mà thần học khác nói thì tôi nghĩ là tôi không muốn nói tới. Tôi chỉ nói vấn đề này. Cái điều câu quan trọng nhất trong cái đoạn này, ông bà biết, ông bà anh chị biết là Chúa nói gì không? Nếu mà ngươi yêu ta đó, thì ngươi hãy chăn chiên con ta. Rất rõ nghe quý vị. Ba đoạn kinh, ba đoạn thì ngươi yêu ta, ngươi hãy chăn chiên con ta. Lần sau nữa rồi ông đã xác định rõ, ngươi hãy yêu ta thì hãy chăn chiên ta, chăn chiên ta. Mà câu đầu tiên nhất, Chúa nói là yêu ta thì hãy chăn chiên con ta. Tại sao có sự khác biệt như vậy? Con ở đây đó, ông bà biết là Chúa cưng con chiên lắm cơ. Cưng lắm cơ. Chúa cưng. Cái bài chiên của Chúa là Chúa cưng lắm. Cha ta đã giao cho bài chiên của ta thì không ai có thể lấy được khỏi tay người khác hết. Chúa cưng. Bài chiên của Ngài Chúa cưng lắm cơ. Yêu phải thương. Thương mà nó cưng đó. Ẩm bồng đó. Dìu dắt bế bồng. Cưng là như vậy đó. Hội thánh ở đây cũng vậy. Cái bài chiên đầu tiên hội thánh ở đây nè. Phải cưng hội thánh mình như vậy đó quý vị. Đó là điều mà Chúa muốn cho chúng ta phải làm đó quý vị. Nếu mà đã làm được điều đó đó, thì hãy chăn cái bài chiên khác lớn hơn. Chăn chiên. Nhưng mà chưa cưng được, không có lo nâng niu để cưng cái bài chiên của mình đó, thì khoan hãy nói cái gì cả. Xin lỗi, tôi không biết. Tôi chưa nghe giảng nào nói con cưng á. Và tôi xin lỗi, tôi nói chữ con á, nó chữ cưng. Vì quý vị nói tiếng cưng thử coi, nó ngọt ngào vô cùng. Mấy đứa con tôi nói con cưng không à quý vị. Tôi viết cái message cho nó đó, my lovely son, my lovely daughter, con cưng á. Chứ không phải I love you, cái chuyện thường. Vợ tôi nói vợ cưng. Hỏi là cha, tôi không có nói thêm, tôi nói thật sự, tôi không ngại đâu. Bài chiên của Chúa bảo hãy yêu ta, nó phải yêu con cưng của mình đi. Chăn dắt bài chiên, mở mang vương quốc của Ngài. Có được như vậy á, thì mới là xứng đáng. Ông Phi-rơ, ông viết mà ông nói nè, gửi cho các mà thầy trưởng lão, mấy vị trưởng lão đó, nó hãy chăn bài chiên của Ngài. Đừng có vì lợi lộc, đừng vì tài lộc mà không vì sự ép tin, nhưng mà phải tình yêu thương của chính mình à. Cái đó mới là cái điều quan trọng. Đừng vì lợi lộc, đừng vì tiền bạc, đừng vì cái gì khác hết. Phật được không bị ép ổn, nhưng mà phải yêu với tất cả tấm lòng của mình. Hội thánh của Chúa mà viết trong công vụ các sứ đồ đó, ông Phao-lô nhắc nhở, hội thánh của Đức Chúa Trời chính là huyết của Chúa Giê-xu đã mua. Chính Ngài đã mua chúng ta bằng huyết của chính con Ngài. Hội thánh của Chúa là hội thánh mà Chúa đã mua bằng huyết của Chúa, huyết của con Ngài. Tức là chúng ta là huyết của Chúa Giê-xu. Chúa cưng chúng ta lắm, Chúa lo cho chúng ta mọi điều. Đụng tới hội thánh của Chúa, tức là đụng với con người của mắt Ngài. Ông Phao-lô, ông bắt bớ hội thánh nữa. Chúa Giê-xu hiện ra,
Phê-rô, xin lỗi, Phao-lô, Sao-lô, sao ngươi bắt bớ ta? Đụng tới hội thánh của Chúa, tức là đụng tới con người của mắt Ngài. Ngài yêu, Ngài bảo vệ chúng ta vô cùng. Đến nỗi mà khi ông Phao-lô mà ông đứng trước cái hội đồng mà công án để kết tội, ông có nhắc tới một câu, đụng tới hội thánh của Chúa, tức là đá vào cái kim nhọn, đau nhói lắm, chịu không nổi đâu. Cho nên hội thánh của Chúa hãy vững lòng, vững tâm, vững trí. Chúng ta là con chiên, con cưng của Chúa, là hội thánh của Chúa đã mua bằng huyết của mình. Chúng ta chắc chắn một điều là Chúa bảo vệ, Chúa chăm sóc, Chúa nuôi nấng chúng ta. Và điều quan trọng là chúng ta phải sống đẹp lòng Chúa, mở rộng vương quốc của Chúa, sẵn sàng yêu mến công việc của Chúa và làm công việc của Ngài thì được phước. Còn có những người, xin lỗi, tôi đâu phải mục sư đâu, tôi đâu phải thầy truyền giáo đâu, tôi đâu phải làm cái chuyện đó đâu. Không, có cơ hội nào mà anh chị nghe nói như vậy không? Nhưng không, Chúa nói con cưng à. Quý vị có con cưng không? Có không? Trong nhà quý vị có con cái, có con cưng không? Có cưng không? Đó, đó là bài chiên của quý vị đó. Chúa nói bài chiên nhỏ mà, Chúa nói bài chiên con cưng mà. Nếu mà quý vị có những cái đứa con của quý vị đó, thì là con cưng quý vị đó. Hãy làm việc đó trước đi. Làm trước thì nó như là hồi nãy, nó là những cái áo nhi đó, là cha mẹ phải dạy dỗ con cái, nuôi nấng cho nó, để cái ân chí trên đầu nó, để nó biết được lời Chúa, nó học hỏi lớn lên và yêu mến Chúa. Dạy dỗ nó như vậy là bài chiên đó, đó là con cưng đó. Như vậy thì hội thánh có như vậy mới được mạnh mẽ chứ. Còn những người nói, thôi bây giờ tôi độc thân, tôi không có gì hết, tôi phải làm sao? Thì hỏi Chúa đi, Chúa sẽ chỉ cho quý vị. Chúa dạy nè, yêu kẻ thù, không? Như chính mình nè, hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình nè. Quý vị có làm được chưa? Đó là cũng là một cách truyền giáo đó. Mình cầu nguyện tới một khi nào mà những người ghét mình đó, cảm thấy mến mình đó, thì cái đó thì đã làm công việc của Chúa rồi đó. Nói tóm lại là bài chiên của Chúa là bài chiên quý báu vô cùng. Chính Ngài cũng nói là Ngài đã bỏ tỏ ra sự thông sáng qua của Đức Chúa Trời, qua hội thánh của Ngài. Trong sách Ê-phê-sô có nói nha, Ngài trên thế gian này, Ngài không tin cậy bất cứ một cái vị giáo chủ nào, không tin cậy bất cứ một ai ngoại trừ hội thánh của Ngài, là nơi mà Ngài bày tỏ sự thông sáng của Ngài qua tôi tớ của Ngài, qua công việc của hội thánh của Chúa. Và thiên sứ trên trời cũng đều biết, mà ngay cả ma quỷ cũng đều biết nữa quý vị. Sự thông sáng của Đức Chúa Trời trong hội thánh của Ngài. Do đó cái trách nhiệm của hội thánh của Chúa rất ư là quan trọng. Chúng ta hãy nhờ cậy Chúa, hãy hết lòng hầu vị Chúa. Chắc chắn một điều là chúng ta được phước từ nơi Ngài. Bây giờ, trước khi chấm dứt cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay, tôi muốn mình chỉ nói bằng cái miệng không thì nó không phải là chỉ là nói suông. Nhưng mà tôi muốn nói một điều là những người mà hầu vị Chúa đó quý vị, tôi thấy tôi cảm phục vô cùng. Tôi đem ví dụ hai vị mà tôi được biết, và có lẽ rất là nhiều người nữa. Đối với một sư đồ thì là thầy của tôi thì tôi không nói rồi, người đã qua rồi. Nhưng mà những người còn sống nè, trước nhất tôi nói cái người đàn bà, nãy tôi nói người đàn bà mạnh mẽ đó, thì cũng có một người đàn bà ở trên thế gian này. Bây giờ bà ta đã sống được 100 tuổi, vẫn hầu việc Chúa, có kết quả. Đó là bà Trung Kham Lộc. Cách đây khoảng gần một tháng nay, bà đã được 100 tuổi rồi quý vị. Bà đến hội thánh, bà chia sẻ, nhưng mà hội thánh cho bà 10 phút thôi, nhưng mà cũng đủ để nói lời cảm tạ, cảm ơn Chúa rồi. Chứ nhất là bà Trung Kham Lộc, hết lòng vì Chúa, đi tới đâu mở mang vương quốc tới đó, đi tới đâu dạy dỗ lời của Chúa, đi tới đâu mở hội thánh ở tại nơi đó, là chứ nhất bà Trung Kham Lộc. Còn cái người thứ hai là cái người liên kết với tất cả hội thánh, giúp cho hội thánh của Chúa không phải vững mạnh mà vượt qua những cái cơn khó khăn, đói kém, dịch lệ, thiếu thốn đủ mọi bề. Mà người đó tuổi cũng đã lớn rồi. Người đó không phải như chúng ta đâu. Ông ta không có đứng được, không có đi được, ngồi trên chiếc xe lăn. Mà người đó vẫn làm việc cho tới ngày hôm nay. Ông bà anh chị biết ai không?
Mục sư Lê Thị Cam đó. Tôi chưa bao giờ trò chuyện với mục sư Lê Thị Cam được có chừng 20-30 phút nữa. Tôi chỉ gặp ổng, tôi nói đơn giản, tại vì tôi gặp ổng lúc trước cũng nhiều rồi, nhưng mà tôi tới giờ này tôi cũng chưa bao giờ nói. Tôi cũng không xin ổng cái cho xin phép ổng cho tôi nói điều này, nhưng mà thật sự mục sư Lê Thị Cam cũng là người mà hầu với Chúa đó quý vị. Hết lòng, hết sức, hết ý chí, hết lý trí của mình, ngay cả cuộc đời của ông. Bây giờ ông vẫn còn thỏa mãn trong công việc của Chúa, và ông vẫn làm. Trong cơn dịch này, ông cũng vẫn làm. Kết nối với một bác sĩ hồi nãy có nói đó, để giúp cho những người nghèo, những người đói trong cơn dịch này. Đó là cái mẫu mực của những người hầu với Chúa có kết quả đó quý vị. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta hết lòng vì Chúa để làm công việc của Ngài, hầu cho nước của Ngài được mở ra. Bàn chân của người tin lành bước tới đâu thì nước của Chúa được mở ra khắp mọi nơi trên thế giới. Khắp mọi nơi, nơi nào có hội thánh thì nơi đó có tin lành. Nơi nào có hội thánh thì nơi đó có sự cứu Chúa. Nơi nào có hội thánh của Chúa thì nơi đó có sự vinh hiển của Ngài. Mỗi một ngày Chúa sẽ đem rất là nhiều người vào nước của Ngài, vào thờ phượng Ngài, trở nên là con cái của Ngài, được ghi danh trong sổ của sự sống của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước hạnh của Ngài trên tất cả con cái Chúa ngày hôm nay. Các tôi tớ của Chúa nhận được phước từ nơi Chúa. Cảm ơn Ngài. Amen. Cái viết của mục sư được nhưng mà tặng luôn cho mục sư Tâm. Hallelujah, amen. Con Chúa nghe bài giảng thấy thích thú không? Cảm ơn Chúa Giêsu Christ vì đại tớ của Chúa. Chúng ta thấy nào, sáng nay chúng ta ăn một món ăn tinh thần rất là tuyệt vời, amen. Đúng như là mục sư Tâm nói là không có một cái đề tài nào nó rõ ràng, nhưng mục sư Tâm đã đi cho chúng ta thấy một loạt cuộc, giống như là một cuộc đời của Chúa Giêsu nói về tất cả những cái điều mà Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta, Chúa làm cho hội thánh của Ngài, amen. Và như chúng ta đã thấy rằng cái điểm cuối cùng ấy là vẫn là tình yêu thương. Lời của Đức Kinh Thánh luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta điều đó. Cái tình yêu thương thì nó còn lại đến đời đời. Tình yêu thương gắn lại chúng ta lại với nhau. Tình yêu thương khiến cho ta hầu việc Đức Chúa Trời. Và tôi buổi sáng hôm nay tôi chỉ nhớ được một chữ là chữ cưng thôi, chứ không có nhớ gì nữa, chỉ cưng. Hallelujah. Thật ra thì tôi cũng hay dùng cái chữ này đối với con tôi rất là nhiều. Ba đứa con thôi, thì nhất là con gái của tôi, thì tôi luôn luôn gọi con gái của tôi là con cưng. Con cưng. Con trai thì nó hơi yếu yếu xíu, cho nên chưa có tính thỉnh thoảng thì con gọi những đứa con trai là con cưng. Nhưng con gái thì luôn luôn là con cưng của mình. Và có cái là bà xã thì chưa dám gọi là con cưng, chỉ gọi là honey, thì không biết chữ honey có xin có thể dịch ra từ khăn cưng được một sự tâm á. Ok. Chữ honey đó chưa honey I love you. Thì chưa được gọi là con cưng, nhưng mà chúng ta thấy cảm ơn Chúa. Đó là con thật như vậy. Một người hầu việc Đức Chúa Trời phải yêu mến hội thánh của Đức Chúa Trời, yêu mến công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể làm việc gì ngoài hơn là tình yêu thương của Chúa. Tình yêu thương gắn chúng ta với nhau, tình yêu thương khiến chúng ta hầu việc Ngài, tại vì tiền tài của cải vật chất tất cả. Tôi luôn luôn nhắc nhở dân sự của Chúa, lớp trường dân tộc, tất cả những cái điều đó chúng ta có rất là quý, nhưng mà không có cái gì nó tồn tại là cả hết, chỉ có tình yêu thương, sự hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên buổi sáng hôm nay xin chúng ta cùng nhau đứng lên và tôi trước hết đại diện cho đời các đại tử của Chúa một cảm ơn mục sư Phạm Thành Tâm đã đem cho chúng tôi một cái message, một sứ điệp rất là tuyệt vời. Mục sư Tâm thì không dám nói là cái sứ điệp, nhưng mà chỉ là thời chia sẻ, nhưng mà đây là một sự điệp mà chúng ta thấy nó rất là tuyệt vời cho hội thánh của Chúa. Cha yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì sự nhân từ của Chúa đến cùng với dân sự của Ngài. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là một tình yêu thương tuyệt vời và vô đối không gì.